xin trân trọng kính chào toàn thể các giáo viên, các học sinh của trường Đức Thiện Lý. Mình tên là Trương, mà các bạn thường gọi là Trưởng. Mình muốn đại diện cho toàn thể lớp 12 chúc các thầy cô giáo một ngày 20 tháng 11 thật vui vẻ. Chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo đã tâm huyết, đã cố gắng truyền thụ những kiến thức cho chúng em, đã tạo cho chúng em điều kiện để có thể học tập tốt, thể hiện được mình một cách tốt nhất. Và đặc biệt hơn, chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến thầy chủ nhiệm của em, đó là thầy Thiên, mà chúng em thường gọi bằng một cái tên đó, thân mật Tiến. Vì chúng con rất thương, hay rất nghịch ngợm. Kể lời tế, từ ngày cho đi, chúng con tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng trở thành những đứa con ngoan, trò giỏi để tiếng con mình cùng vui, gia đình mình tràn đầy tiếng cười, nha tế. Và đây là món quà tinh thần, tuy nó không có đặc biệt lắm, nó không có hoành tráng lắm, nhưng con nghĩ nó là cả tấm lòng của cả lớp dành cho Tiến.